Dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại Hà Nội khi số ca mắc đã chạm ngưỡng gần 4.000 ca mỗi ngày. Cùng với đó, rất nhiều sản phụ không may nhiễm SARS-CoV-2. Giữa đại dịch, nhiều em bé được sinh ra đời khi mẹ đang là bệnh nhân COVID-19. Vậy những em bé ấy sẽ được chăm sóc như thế nào để tránh bị lây nhiễm chéo khi mẹ và người thân đều không có ở bên? Ghi nhận tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2, nơi chuyên điều trị cho các sản phụ mắc COVID-19. Phòng sơ sinh cơ sở điều trị sản phụ mắc COVID-19, mỗi ngày có khoảng 30 trẻ sơ sinh được chăm sóc tại đây. Để đảm bảo an toàn, các trẻ đều đã được thực hiện xét nghiệm COVID-19 sau một ngày chào đời. Mỗi ekip trực gồm một bác sĩ và một điều dưỡng sẽ lo cho trẻ từ uống sữa, thay tã đến vệ sinh cá nhân, theo dõi diễn tiến sức khỏe. Có nhiều trẻ sinh non do mẹ nhiễm COVID-19, một số trẻ phải thở máy, việc chăm sóc cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ hơn. Khi mới sinh ra thì các bạn ấy trong ngày vòng một ngày đầu các bạn sẽ được test COVID ạ, và để có thể phân biệt được bạn nào là em có bị F0 hay không thì trong những cái khoảng thời gian đấy thì chúng tôi sẽ phải rất là cẩn thận để tránh cái việc lây nhiễm chéo. Với cả ở đây thì chăm sóc những bạn F0 thì nó khó khăn tại vì mình cử động trong cái bộ bảo hộ thì đấy là cái việc khó khăn nhất thôi ạ. Trước khi sinh, các sản phụ sẽ được tư vấn rõ ràng, có thể lựa chọn tự chăm sóc con ngay sau sinh hoặc chuyển về đơn nguyên sơ sinh của bệnh viện. Tất cả đều có sự hỗ trợ giám sát của nhân viên y tế, bảo đảm trẻ khỏe mạnh, tránh lây nhiễm virus. Đơn vị của chúng tôi thì là một cái đơn vị mà phải can thiệp sản khoa, cũng như rằng là có rất là nhiều những trường hợp bệnh nhân nặng. Do đó thì là những cái em bé sơ sinh, con của mà non tháng á, hoặc là con những cái bà mẹ mà có thể là đủ tháng nhưng mà bị diễn biến rất là nặng, phải thở oxy, phải thở HFNC chẳng hạn như thế, thì là cái đơn nguyên sơ sinh của chúng tôi là có khả năng chăm sóc. Ở đây chúng tôi cũng đã nuôi được những em bé mà dưới 1.000 gram. Sau khi mà kết thúc thai kỳ xong, sau khi mà chăm sóc em bé đủ điều kiện, sau 14 ngày với 4 lần xét nghiệm âm tính thì chúng tôi lại chuyển về cơ sở 1 để tiếp tục chăm sóc và điều trị những em bé này. Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cơ sở vật chất, máy móc được trang bị đầy đủ, đảm bảo tốt nhất quá trình chăm sóc để trẻ phát triển khỏe mạnh. Nhờ vậy, các sản phụ cũng thấy yên tâm hơn khi không thể chăm sóc cho các con sau sinh. Ở trong này cũng chỉ có một mình em thôi, không có ai hết. Thì nhà em cũng tất cả nhờ vào bác sĩ hết rồi ạ. Thì từ hôm mà mổ em bé ra rồi thì em bé rất là tốt nên em rất là yên tâm. Mỗi ngày lại có thêm nhiều trẻ nhỏ có mẹ là F0 được chào đời khỏe mạnh. Những trẻ có sức khỏe tốt, không mắc COVID-19 sẽ được trở về nhà với gia đình sau vài ngày theo dõi.